câu lạc bộ Văn hóa Vui khỏe người cao tuổi huyện Ân Thi đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Thành lập từ năm 2007, đến nay câu lạc bộ có gần 100 hội viên tham gia ở 12 xã thị trấn trong huyện. 15 năm qua, hội viên của câu lạc bộ đã hướng dẫn cho hàng nghìn hội viên người cao tuổi ở các xã thị trấn tham gia các màn đồng diễn thể dục dưỡng sinh, tổ chức hàng trăm buổi giao lưu bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng, biểu diễn nghệ thuật. Mô hình hoạt động của câu lạc bộ đã được Trung hội người cao tuổi Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Hội người cao tuổi Hưng Yên khen thưởng. Tại lễ kỷ niệm đã diễn ra đồng diễn thể dục dưỡng sinh, biểu diễn văn nghệ với các tiết mục chèo ca mới với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và quê hương, giao lưu thi đấu bóng chuyền hơi nam nữ. Nhân dịp này, câu lạc bộ đã chúc thọ cho 5 hội viên và tặng quà cho 28 cá nhân và 7 tập thể xuất sắc trong hoạt động năm 2022.